Và xin chào tất cả anh em đã đến với phiên bản alpha test của tháng 10 nha anh em. Và tiếp tục video ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một mẫu cường kích mới anh em nha. Mẫu máy bay cường kích mới của Pháp nè, Mirage 2000 5F nha anh em. Hãy xem thông tin của mẫu cường kích nè. Phiên bản cường kích đa nâng cấp của Pháp nè, có hệ thống điện từ hàng không hiện đại để mang được nhiều vũ khí, nhiều loại vũ khí hiện đại hơn nè. Đó, mình xem thông tin thông số nè. Mirage 2000 5F nha anh em. Độ bền là 7930 và tốc độ là 101.1 nha. Động cơ là 110.5, bộ vi radar là 8 nha anh em, tốc độ tối đa là 117.6 nè. Dự trữ hàng không là 15. Đó, xem cái cường kích này có trang bị vũ khí gì nè. Có pháo nha nè, pháo nhân 2 nè. Và tên lửa, súng phun lựu và tên lửa nè. Đó, mẫu cường kích cũng khá là nhỏ gọn nha nè. Ok, mình sẽ vào trận đấu nè. Mình sẽ chọn bản đồ trong phiên bản alpha thì mình thi đấu với boss nha nè, không có người chơi online đâu. Đó, mình sẽ chọn Vịnh Viking đi. Vịnh Viking Bắc Cực nè. Ok. Ok, mình sẽ ra trận nè. Mirage 2000 5F nha nè, mẫu cường kích đa nâng cấp của Pháp nha. Đó, còn đây là mẫu máy bay ném bom nè, BAKDM nè. Đó, video mình đã vừa có test nè, anh em có thể vào xem nè. Ok, này sử dụng cái cửa kích nè, Mirage nè. Ồ, bộ thiết kế xịn anh em à. Nó thân hình nó hơi nhỏ nha. Nó nhìn nó giống mấy cái dòng mid nè, mấy dòng máy bay mid của Việt Nam á. Thì hai cái pháo nó được trang bị ở dưới nè, hai súng máy nè. Đó, được trang bị tên lửa, khá nhiều tên lửa luôn. Rồi test boss tàu ngầm trước nè. Đây, nó có tên lửa dẫn đường mà ti laser nha nè. Đó, xịn luôn. Low battery. Đó, 48.000 charge. Khiếp thiệt. Đó, 51.000. Ôi, nó quá trâu rồi nè, súng bóng lựu nè. Đó, 18.750 là gần 19.000 nè. Súng máy nè, 23.488 luôn. Quá trâu rồi anh em à. Bắn tàu ngầm ra bã luôn rồi nè. Trời, quá xịn nè. Thôi chạy về nạp lại đó. Lo bắn tàu ngầm không, đồ bền hết luôn rồi. Cường kích mạnh mà cái độ bền nó hơi thấp một xíu nha nè. Cái độ bền lên khoảng cả 10.000 là ok. Low battery. Please charge. Bay cao lên. Đây, tên lửa dẫn đường này. Quá trâu luôn. Đem xuống cậu nha. Đó, cái hộp đó. Anh em tiếp tục nè. Ở tên lửa dẫn đường này. Test con boss tàu ngầm luôn nè. Quá trâu à. Súng phóng lựu đây. Nói chung là con cường kích này nó quá mạnh anh em. Những cái trang bị ở trong cái bát VIP không có trang bị nào yếu anh em. Cường kích nhỏ gọn mà đem được trang bị khá là nhiều cái tên lửa vào trong luôn. Hết nạp lại anh em ơi, hết rồi. Và thấy là hết rồi luôn á. Nạp lại không kịp luôn mà. Còn súng phóng lựu, súng máy nè. Đó, nó có hai súng máy ở phía dưới nè. Còn mình đợi nạp lại thôi. Đây, có nạp lại rồi, xịn luôn. Tiếp tục chiến đấu nè. Xong con boss rồi. F-124 nè. Trời, dưới tảng băng rồi. Bố đời luôn. Xem hạ con boss. Rồi tàu mình nó. Đây. Bùm, nó xịn luôn. Rồi hết nạp lại anh em ơi. Còn 66 à. Low battery. Please charge. Không kịp nạp lại luôn à.
Ê, nạp lại nè, có đủ số nạp lại nè, còn con boss tàu săn bay nữa. Bắn cái máy bay tan nát hết trơn. Mà máy bay rất là mạnh anh em ơi. Đó, mới là liền. Đây 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 đây. Chơi cận chiến với nó luôn. Nó phòng không rồi, phòng không. Phòng không cái trâu thiệt luôn. Nó xuất máy bay tiêm kích kìa nè. Đúng phòng không trâu thiệt. Đây máy bay ném bom, máy bay ném bom mới nè. Mà test cho anh em xem nè. Low battery. Please charge. Máy bay ném bom mà được trang bị tên lửa thôi. Ôi, thấy không? Phòng không nó trâu thiệt luôn. Mấy con mod trong phiên bản alpha này nó mạnh lắm anh em. Nó pháo tự động nó bắn. Ok nè. Nạp lại nè. Chạy qua đây bay móc lốp nó mới được. Pháo tự động nó mạnh quá. Phải bắn từ xa mới được. Đó, qua đây móc lốp nè. Nát tôm. Đó. Phải chơi từ xa mới được. Để gần pháo tự động nó cũng mạnh quá. Low battery. Please charge. Liên tục luôn. Thôi chạy 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 không ổn rồi. Nó không phòng cái pháo tự động nó bắn à. Mệt mỏi cho nó luôn á. Gặp con boss tàu ngầm nữa. Gặp boss tàu ngầm ngáo nữa anh em à. Con trùng kích này độ bền nó hơi thấp. Gây sát thương thì mạnh thiệt nhưng mà độ bền nó hơi thấp quá. Đây, chơi nó lại được. Low battery. Please charge. Em thấy nó bắn trâu không? Pháo tự động nó bắn nè. Bắn chừng 2 phát là mất 50% độ bền nè. Trận này chắc 2 triệu điểm sát thương luôn á. À, máy bay mình ra nó nạp lại trước rồi. Chơi nó luôn, chơi nó luôn. Nó sắp bốc hơi rồi. Rồi xong nó không bốc hơi, mình bốc hơi luôn. Rồi. Thôi lấy tàu sân bay hạ nó luôn. Low battery. Please charge. Đang có súng phóng lựu nè. Còn triệu 8 rồi. Sắp hấp được boss gần 2 triệu điểm sát thương luôn đây này. Cho nó về cảng luôn chưa rồi. Phòng không pháo tự động nó trâu quá. Ok. Không được 2 triệu nữa nè, triệu 9. Ok, quay về cảng nè. Đủ 2 triệu anh em, 2.028. Đó và ok nha anh em. Vừa rồi mình đã trải nghiệm nhanh cái mẫu cường kích nè. Mirage 2005F nè. Đó anh em thấy con cường kích này thế nào, hãy comment bình luận của anh em vào video này nha. Đó sẽ tiếp tục mình trải nghiệm một cái trang bị vũ khí khác nè. Trong cái phiên bản tháng 10 nha.